Thôi hôm nay là unbox cái sản phẩm mà người ta kêu là review nha mọi người. Đây là cái sản phẩm tai nghe của Refit nè. Refit nè, được chưa? À, thì tặng kèm một cái, đây là một cái giỏ để cho nó đẹp đó các bạn. Đây, à, mình tháo ra nè, coi nè. Quá đẹp luôn, quá cute luôn nha mọi người. Đây, quá cute luôn. Quá đẹp, được chưa? Rồi, bắt đầu mình mở ra coi trong đây có những cái gì nha mọi người. Đầu nè, mở ra nè. À, trong đây có một cái này nghi là gắn vô cái tai nghe nè, để cho nó để tháo ra luôn cho các bạn thấy nha. À, này. À, đó, gắn vô tai nghe này, chắc gắn vô cái tai nghe. Ủa sao có một miếng gì ta? À đây rớt nha mọi người, thông cảm nha, rớt nè. Đó, này rớt chưa. Còn đây là cái dây sạc nè, dây sạc nè. Đó, dây sạc này không có nguồn nha mọi người, không có nguồn, các bạn phải mua một cái cục để mình sạc nha, còn không mình sạc vô pin dự phòng. Đó, rồi mình khui cái này ra nè. Đó, rất nặng tay nha, cầm rất nặng tay nha. Nhưng ngoại hình bên ngoài thì đẹp nha, tương đối đẹp hơn nha, nhưng mà nó bị hở nè các bạn thấy không ạ. À, nó bị hở chút xíu thôi nha, nhấn vô thì nó đẹp nè. Đó, các bạn thấy rõ mà. Rồi bắt đầu mình mở ra để coi nó có lên đó, đó đó, nghe tiếng nha, mình mở ra lên tiếng nè. Đó, chất liệu này tương đối là nhựa, này là nhựa không có trong nha các bạn, nhựa này là nhựa đục nha. Đó, nhựa đục đó, đó là những cái gì mình cảm nhận đầu tiên nha mọi người. Tương đối đẹp, nói chung là cái này dành cho mấy bạn nữ á, mấy bạn nữ sẽ thích những cái loại này, nó đẹp. Đó, bắt đầu mình thử mình gắn cái này vô coi đẹp hơn không nha. À, mình gắn cái này vô. Ồ, cũng đẹp đấy, gắn này vô đẹp nè. Đó, gắn này vô đẹp. Ok, quá đẹp luôn, quá xịn sò luôn. Ồ, gắn vô nó bị hơi bị lạc nha mọi người. Cái này nếu các bạn gắn cái vỏ này vô là nó hơi bị lạc nè, các bạn thấy không ạ? À? Nó bị lạc nè. Gắn kỹ vô coi, rồi nó bị lạc, nó không có đều nha mọi người, nó không có đều, nó không có khít nè, không, đó, nó không khít. Cái ốp này chủ yếu là để đẹp thôi chứ không có là khít nha mọi người, thông cảm nha. Rồi tháo ra. À, nói chung cái giá tầm 200-300 ngàn thì mua được, mua xài thử test được đó. Để vậy nó mới khít nè. À, còn cái này gắn này vô thì nó không khít, các bạn phải bào mòn hay nói chung là chút chỉnh lại nha.